giai góc nhọn là một dự án mà Cathy đã ấp ủ và bỏ ra rất nhiều tâm huyết vào đó. Trong phim này, Cathy viết cốt truyện, đồng sản xuất và diễn xuất trong phim này. Một trong những lý do mà Phương Mai nhận lời tham gia bộ phim Âm mưu dưới góc nhọn là vì ý tưởng về thời trang hết sức độc đáo của phim, và ngoài ra cũng là những bộ cánh hết sức lộng lẫy nữa. Phim Thần Góc Nhọn là một cuộc thi rất tài. Nếu mà Chương Nhi không phải là người tham gia bộ phim này, chắc chắn Chương Nhi sẽ đi thi liền, bởi vì giành giải và thử sức với mình, đó là điều mà Chương Nhi rất là thích. Và mong các bạn sẽ tham gia thật nhiều và Chương Nhi sẽ theo dõi xem ai sẽ là người đẹp nhất để mang đôi giày góc nhọn nhé. Cô gái nào mà không muốn được xinh đẹp và quyến rũ trong mắt người khác? Vậy thì bạn không chờ gì nữa mà không mau mau đăng ký tham dự cuộc thi Thiên Thần Giày Góc Nhọn để thỏa sức được sáng tạo với những bộ trang phục đẹp và những đôi giày góc thật xinh xắn nào. Cuộc thi Thiên Thần Giày Góc Nhọn thì Phương Mai nghĩ rằng đây cũng là một trong những trải nghiệm hết sức thú vị mà các bạn chắc chắn là không nên bỏ lỡ. Cathy rất mong là các bạn sẽ tham gia trong cuộc thi Thiên Thần Giày Góc Nhọn, vì Cathy nghĩ rằng đây là sân chơi dành đặc biệt cho những người yêu thích thời trang và điện ảnh, và cũng là cách để thể hiện cá tính và phong cách riêng của mình. Cathy chúc các bạn thành công nha.